Huấn luyện viên Kiatisak đặt bút ký vào bản hợp đồng trở thành huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội từ ngày 16 tháng 1. Ngay sau đó, vị huấn luyện viên người Thái Lan đã bắt tay vào tập luyện cùng đội bóng nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của V-League năm 2023 đến năm 2024. Trong buổi tập gần nhất của đội bóng ngành công an, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ: "Tôi đến câu lạc bộ Công an Hà Nội với mong muốn sẽ thành công trên băng ghế huấn luyện. Với dàn cầu thủ chất lượng như Quang Hải, Văn Thanh, Tấn Tài, tôi đặt mục tiêu cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội đạt thứ hạng cao ở mùa giải năm nay. Tôi muốn mang vinh quang đến cho đội bóng này." Zico Thái cũng tiết lộ về lối đá mà ông sẽ áp dụng cho đương kim vô địch V-League trong thời gian tới. "Đối với tôi, các cầu thủ cần phải chiến đấu với chính bản thân họ trước. Không cần quan tâm đến đội bóng khác, các cầu thủ phải quyết tâm và nỗ lực với chính mình. Triết lý bóng đá của tôi là phòng ngự chắc, phản công nhanh, chơi thứ bóng đá đẹp, thứ bóng đá văn minh." Theo huấn luyện viên Kiatisak, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có sẵn lực lượng cầu thủ tốt và cần phải đề cao sự đẹp mắt trong lối đá để thu hút người hâm mộ. "Với người dân thủ đô, chúng tôi có thể có thêm người hâm mộ, thu hút cổ động viên từ các tỉnh thành khác, có thêm lực lượng người hâm mộ từ các nước Đông Nam Á nói chung cũng như Thái Lan nói riêng. Tôi cảm ơn những niềm tin mà câu lạc bộ đã dành cho mình, muốn động viên toàn đội hãy chơi hết mình. Khi chơi hay, câu lạc bộ sẽ có lượng cổ động viên đông đảo. Thành tích chúng tôi đạt được là món quà câu lạc bộ dành cho người hâm mộ." Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai thổ lộ, huấn luyện viên Kiatisak sẽ chính thức ra mắt câu lạc bộ Công an Hà Nội trên cương vị huấn luyện viên trưởng kể từ vòng 9 V-League năm 2023 đến năm 2024. Ở vòng này, đội bóng ngành công an sẽ tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 2. Sau 8 vòng đấu, nhà đương kim vô địch hiện đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm, 3 thắng, 3 hòa, 2 thua.